Xin chào, một vạn bí mật rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về tiểu sử của một TikToker triệu view, đó là hot girl Rinsy Ngô nhé. Rinsy Ngô có tên thật là Ngô Thùy Linh. Cô là một nữ sinh xinh đẹp và tài năng của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Rinsy Ngô sở hữu gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn cùng đôi môi dày quyến rũ. Chính vì thế, Rinsy Ngô đã bén duyên với công việc mẫu ảnh. Cô nhận được rất nhiều lời mời làm mẫu, đóng quảng cáo, MV và là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng thời trang nổi tiếng. Công việc này vừa là đam mê, vừa giúp cho Rinsy Ngô có những trải nghiệm thú vị, cũng như học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu từ việc tạo dáng và thể hiện sự tự tin trước ống kính. Không chỉ vậy, công việc này còn mang đến cho Rinsy Ngô một khoản thu nhập đáng kể để trang trải chi phí sinh hoạt nơi xài thành đắt đỏ, cũng như chi trả học phí học tập tại trường. Bên cạnh công việc mẫu ảnh, Rinsy Ngô còn tham gia diễn xuất một số bộ phim được công chiếu trên YouTube như Mặt Nạ, Ê Nhỏ Lớp Trưởng và nhiều phim ngắn Đừng Bao Giờ Khinh Thường Người Khác trên kênh YouTube Sanxi. Rinsy Ngô đi từ những vai diễn phụ đến vai diễn chính và nhận được rất nhiều lời khen. Công việc diễn xuất giúp cô có nhiều kinh nghiệm quý báu, phục vụ cho công việc nghệ thuật mà cô đang theo đuổi sau này. Những năm gần đây, khi mạng xã hội TikTok trở nên hot hơn bao giờ hết, hot girl Thùy Linh với biệt danh là Rinsy Ngô cũng tham gia và thu hút cho mình hàng triệu lượt follow trên nền tảng này. Nội dung chủ yếu trên kênh TikTok của Rinsy Ngô là các video tình huống, tuy ngắn nhưng nội dung gần gũi với cuộc sống của chúng ta, cộng thêm lợi thế về ngoại hình và diễn xuất tự nhiên, nên cô nàng hot girl Khúc Hà Thành nhanh chóng mang về cho mình rất nhiều fan hâm mộ và trở thành một trong những hot TikToker nhất Việt Nam. Các clip được đăng tải trên tài khoản TikTok của Rinsy Ngô đa số đều có những hình ảnh chất lượng và cô nàng luôn chịu khó cập nhật những xu hướng mới của giới trẻ hiện nay. Thời gian rảnh rỗi còn lại, Rinsy Ngô dành để luyện tập thể thao. Cô tham gia tập võ, tập gym để nâng cao sức khỏe cũng như giữ gìn vóc dáng thon gọn của mình. Linh cho biết, theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật, nhiều khi mình cũng cảm thấy rất áp lực, sức khỏe bị ảnh hưởng rất nhiều. Từng có lần mình phải nhập viện vì suy nhược cơ thể, sức khỏe không ổn định. May mắn rằng, việc tham gia tập luyện thể thao, cụ thể là võ thuật giúp mình có sự dẻo dai và cân bằng. Về đời tư, người yêu của Rinsy Ngô là ai? Về tình cảm, Rinsy Ngô hiện tại chưa có bạn trai và hot girl Hà Thành mong muốn dành nhiều thời gian hơn để tập trung cho sự nghiệp. Mong rằng người đẹp 10X sẽ càng ngày phát triển và trở thành một diễn viên thực lực được nhiều người yêu mến. Trên đây là một số thông tin về hot TikToker sinh năm 2000 Rinsy Ngô mà một vạn bí mật muốn gửi tới các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ ấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ một vạn bí mật nha. Tạm biệt!